Vua tiếp nguồn ân điển của hồn thiên tổ quát và tinh hoa của tiền nhân Ban Quấn Từ. Mẹ mãi muôn đời mẹ của con, dù Nam Hải cạn Thái Sơn mòn, Việt Nam buông thở bia danh sử, đất thánh rạng ngời mãi diệt vạn niên. Mẹ Việt Nam, mẹ hiền xe chỉ luồng kim, mong sao chỉ chắc áo tinh mọi bề. Con đi mẹ sợ lâu về, xe đi xe lại chẳng nề chỉ tới, tất lòng có lạnh ai ơi. Biết bao giờ mới đền bồi nắng xuân, tích Quấn Từ của Đức Mẹ Tây Thiên. Thật hân hạnh con lòng cháu lạc, nước Việt Nam dùng đất linh thiêng là nơi đại hội quần thiên dựng nền kiến tạo mối giềng tương lai. Một dân tộc kiêu hùng mãnh liệt, mà lẽ nào chẳng biết phục sinh khuyên người, ẩn nhẫn qua truông hết cơn đen tối tới ngày quang minh. Quay hùng dân Việt sống hiên ngang, khúc sử còn ghi tích rõ ràng. Nhớ gốc riêng lòng công tổ phụ, chúng lo lặp lại rồng bàn. Qua nước Việt hoàn cầu được hưởng, hai miền trên trung thượng cũng nhờ là qua thượng cổ. Không trồng quyền nắng như hẹn quá xanh muôn lời, một tiểu quốc thay hình đổi dạng thành đại bán chúa tể toàn cầu. Thật là quyền bí nhiệm màu, hậu hồng bàn đó nhị đồ tạo công. Thanh bình trở lại lập đời tấn dân, thắng nhất sang hà chỉnh Á Âu. Nước Việt qua danh đài vũ trụ, con hồng cháu lạc đứng hàng đầu. Hàng đầu dẫn dắt cõi hậu thiên, đem lại vui tươi khắp các miền. Hỡi hỡi sĩ hiền mau lập tức, đem tài cứu thế khỏi khu huyền. Tích cuộc đại tạo của Hồng Quang năm Canh Tất năm 1970, cung kính khẩn cầu Đức Từ Phụ Vô Cực Đại Thiên Tôn, tức Thượng Đế Chúa Cha, Đức Từ Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn Mẫu Mẹ, xin ban hứa hồng ân cho Đức Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Di Xu, Hội Quyền Năng, Hội Đủ Quyền Năng. Mẹ Việt Nam, nơi niềm bi cảm chuyển dẫn thiên thời, Thánh địa Việt Nam trang hòa đạo lý khai nguồn địa lợi, đàn con Việt Nam kết đoàn từ ái thể hiện hòa nhân hòa, để hành tròn sứ mạng lập Hội Long Hoa, khai mở cao đài kỳ ba cứu độ quần sanh và chuyển thành cơ duy nhất phủ phục kính lễ con trẻ Liễu Văn Hoành Tiên, khiêm cung đa tạ nguồn ân điển của mẹ Việt Nam hồn thiên tổ quốc. Chư vị siêu nhân hiền triết cổ kim của nước Việt, và nhất là Đức Thầy Trọng Trước Nguyễn Tầm Thường, đã ban ngôn từ ân tứ tiếp sống cho bài này. Liễu Văn Hoành Tiên chấp bút Quấn Từ, thương gửi đàn con của mẹ Việt Nam tại mẫu quốc và đang lưu lạc khắp năm châu, không phân biệt tôn giáo phe phái chính trị. Những cánh chim bằng của mẹ Việt Nam khắp bốn phương, chim non lòi trổ từ đó ấy mẹ u sầu vẫn thấp bi ái, nhớ buổi chia tay lòng xé xác. Lệ hà phách lạc bụi tung bay, dặm trường đồ phơ phơ lỡ khách, thất quần cô nhạn bún phương mây, xương tiết lạnh con dạng dày khí khí. Gió bụi nhà già dặm lý triết minh,
núi chập chùng để thỏ tình hồ thể, sông thênh thang cho phỉ chí tan bồng. Đường xa thẳm mới thử bền sức ngựa, giữa phong ba rõ nét cánh chim bằng. Những cánh chim bằng Việt Nam yêu quý, muốn xứng danh loài chim trời xuất chúng. Dám băng ngàn đùa giỡn với cuồng phong, bão gào thét con chim bằng sải cánh. Lướt phong dân ngang dọc thỏa thích lòng, muốn danh tiếng được lưu danh khắp chốn. Phải can trường như đất mẹ trần gian, chịu nhồi nắng nung mình trong lửa đỏ, mới có thành những thắng cảnh kỳ quan. Mộng lành biển phải nhẫn ngòm như nước, giấu thân vào với các bụi phong phích xương. Lăn lóc mãi đến hiệp cùng biển cả, ác ta phải là một khối đại dương. Muốn sừng sững như Thái Sơn hùng vĩ, phải kiên cường như loài đá vô tri. Bao tác nhân xâm hại có xả gì, vượt thử thách hòa đồng trong chân lý. Muốn xinh đẹp như hoa thơm cỏ lạ, phải dùi thân trong thân bẩn đất bùn. Chịu uống nắng đau đớn không tả, mới nên hình những vị thảo kỳ hoa. Muốn tỏ rạng như dần trăng kỳ diễm, bao thiên nhân phải rực rỡ con tim. Cho nhân gian những vị im điềm, hãy băng ngàn rẽ dán bước màn đêm. Trăng vú mộng muôn đời của thi sĩ, trăng khơi nguồn triết lý của siêu nhiên. Thần tượng ấy muôn đời vẫn kiều diễm, ác là nhờ bóng tối của màn đêm. Trăng vô lên cho đêm thành ngà ngọc, nhờ bóng đêm trăng mới đẹp diệu huyền. Đêm càng sâu càng dằn dạt sáng, đêm càng dài trăng càng thông thả lung linh. Trăng đi cho đêm dở tối, trăng đuổi tối mà đi, để đêm mà sông nước nhưng trăng vẫn đi trong đêm tối. Nếu từ chối bóng đêm trăng mất hết đẹp, thành vô nghĩa nhạt nhòa. Và trăng gọi đêm bằng dịu hiền chớ không ẩn nộ, đêm phải nhường chỗ chờ trăng sáng. Bởi đêm biết đêm chỉ làm cho trăng đẹp, chứ không có quyền năng từ chối trăng. Đấy những thảm cảnh éo le, biến cố phụ hoàng trái ương bất đắc, chính là bóng tối của cuộc đời. Con hãy vào đời như một vầng trăng đẹp, những dòng trăng cổ tích đã phiêu lưu mạo hiểm qua những tử lộ hiểm nghèo, những đêm đen thâm ô rùng lợn vân vân. Trong rừng sâu Ấn Độ, trên đồi Do Thái và đường sang Ai Cập vân vân, trong lịch sử thở nào đã biến cố tử lộ thành chính lộ. Xung huyết mạch lưu truyền cho hậu thế, ngàn sao dẫn nghìn trùng âm hưởng, đã biến những đêm đen thê lương bi thảm thành đêm hoa lệ đang nhộn nhịp, đi vào quyền thoại vĩnh hằng của lịch sử nhân loại. Những vầng trăng ấy phải xuyên qua thực địa trần gian để thu thập kiến thức, thực chứng bài học soi sáng dẫn dắt đàn em vân vân, và đã hoàn thành những án tốt nghiệp trở thành những thủ khoa xuất sắc, làm chấn động lịch sử đó con. Quý vị ấy đã tự chế thành bút mực để viết lên trang luận bằng chính mồ hôi nước mắt trí não và với máu và thịt của mình, cho nên ta không tìm đường nở qua để đi, mà hãy làm nở qua trên đường ta đi đến, để còn lưu truyền cho hậu thế nữa chứ.
hỡi những cánh chim bằng của mẹ Việt Nam. Nếu đứng nhìn vàng thiên lý trong một buổi chiều êm ả, con sẽ cảm nhận được sự đơn sơ cần thiết trong cuộc sống. Nhìn đóa sen trong ao, con sẽ thấy từ thanh tao hữu ích trong cỏ đời. Hương dạ lý thoang thoảng bên ngõ nhà ai, một tối trời nào đó sẽ đưa tay về nghĩ về ý nghĩ trong tối tăm vẫn có vẻ kiều diễm của đêm đen. Vậy thì trong mọi hoàn cảnh khó khăn trái ngang, trong nghịch cảnh cam go, đều có ý nghĩa, ý vị và vẻ đẹp của đời. Cho nên hãy đón nhận những ngày vui tươi hạnh phúc một như một phần thưởng và ân huệ của Thượng Đế, cùng đón nhận những khổ đau và như phương thuốc nhiệm màu để chữa lành bệnh tật tội lỗi của mình. Lại lần nữa này các con, nếu biết lắng nghe tiếng nói quyền nhiệm của rừng thôn bằng tấm hồn của một triết nhân nghệ sĩ, các con sẽ không còn buồn thương tiếc nối với hình ảnh chia ly mất mát của những chiếc lá vàng rơi. Con sẽ không còn hoang mang sầu muộn với sắc màu ấm u ảm đạm vàng rõ trong cảnh đạn mùa thu chết. Này có mùa thu chết, lá vàng rơi cũng chính là rút rực lên huy hoàng của màu sắc nhiệm lạ, chuyển tiếp nhựa sống mạnh liệt cho bước đổi thay vô cùng sinh động trong mùa xuân đó chứ. Mùa thu không chết, sắc thu duyên dáng ảo quyền, tiếng thu dịu dập là bức tranh vàng diễm lệ, là khúc nhạc tình dị thi mộng mơ rất lãng mạn thi ca, đẹp như thần thoại tuyệt vời, dị đắm tình yêu, yên điềm hạnh phúc và thú vị lắm. Không phải chính cái âm u ảm đạm vàng quá của mùa thu chết đã làm vẻ vang tên tuổi hung đúc thành biết bao thi nhân nghệ sĩ tài hoa đó sao? Xuân hạ thu đông là chu kỳ biến đổi thời tiết của địa cầu luân chuyển theo quy luật âm dương. Cuối đông lạnh lẽo tiêu điều thì phải đến đầu xuân mát mẻ mỹ miều đấy thôi. Cuộc sống và tiến hóa của vạn vật trên địa cầu cũng vận hành luân chuyển theo định luật của vật lý âm dương, âm cực sanh dương, hối cực sanh minh, hết tối tới sáng, tuần hoàn theo chu kỳ của lý tam quan, thượng quan, trung quan, hạ quan. Cuối buổi hạ quan mạt pháp điêu tàn khắc lại, trở lại đầu thượng quan chánh pháp huy hoàng dễ dàng, thì cũng giống như sự thay đổi thời tiết của bốn mùa đó thôi con. Trời thu ảm đạm, đừng thu thổn thức hồn ai rạo rực rồi. Thu đi qua lá vàng còn dưỡng đó, bất lại về xác sơ xác bụi tàn đông. Nhưng nếu không thấy bụi đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng mùa xuân. Nên đông tàn lá lụng đừng tưởng hết, xuân về diễm tiệc một mùa qua, và mùa xuân chẳng hề cũ dưới dấu bụi thời gian. Tất không có đêm nào là đêm dài bất tận, không có mùa đông nào là mùa đông vĩnh cửu. Đêm rồi cũng phải lui đi khi bình minh ló vàng, mùa đông nào cũng phải chấm dứt lúc Chúa xuân về. Giờ đây chúng ta ở vào phút cuối của buổi hạ quan mạt pháp điêu tàn, mây đen dần dũ, khối chướng bạc bàn bạc, lũ cút bò đá bò dập dần báo hiệu mùa thương khó. Hoàng hôn bạc lạng, màn đêm buông xẻ xuống và giông tố nổi lên.
Đây là cuộc đại cuộc biến cố biến thiên của trời đất để thay đổi toàn bộ hình thể và nhân vật trên quả địa cầu, là cuộc thánh lọc vĩ đại sau cùng, là kỳ thi cao cấp nhất trong các khóa thi nhằm loại bỏ tất cả những thứ cũ kỹ cặn bã nặng trược phản đạo lý, những điều xấu xa đức của thời mạt hạ này, gồm tất cả từ khoáng vật thảo mộc cầm thú đến con người vân vân, để chuyển tuyển chọn các sinh vật tốt lành, những linh hồn có đủ tiêu chuẩn trình độ tiến hóa vân vân, cho chuyển kiếp sang quả địa cầu mới để lập hòa lại ngôi cơ mới, cuộc đời mới, tức là đời thượng vân thánh đức đó con. Các con nên lưu ý trình độ tiến hóa của mỗi cá nhân, không căn cứ vào hình thức áo mạo bên ngoài, tức là không phân biệt màu sắc, tôn giáo, phe phái chính trị, chức phẩm, giai cấp xã hội vân vân, mà chỉ căn cứ vào dung lượng, vinh triết, đức độ và những yếu tố phù hợp với chân thiện mỹ trong tâm hồn con người. Đặc biệt qua thời kỳ thượng vân này, lần này nước Việt Nam chúng ta diễm phúc phúc được thượng đế chọn làm thánh địa, làm bá chủ thế giới, là những là trung tâm văn minh của địa cầu mới. Nhưng thời điểm thay cũ đổi mới là cơ chuyển tiếp, phải có cuộc thanh lọc vĩ đại, cho nên đất nước phải trải qua giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, đen tối hỗn loạn, ngửa nghiêng. Vì Việt Nam là thánh địa nên phải thay đổi trước để dẫn dắt và cứu độ toàn thế giới. Ngay lúc đó phải có vị thánh nhân ra đời cứu mới cứu vãn được tình thế, đó chính là Đức Minh Quân Thánh Chúa xuất hiện để cứu dân độ thế, bình trị tạo quốc. Đúng như quẻ thứ 12 của Khổng Minh, chúng hoạn cứu nạn thị di thánh nhân, dương phục nhi tri hối cực sanh minh. Sự kiện trên đây kinh sách của các tôn giáo và các vị siêu nhân đã rao giảng xuyên suốt trong mấy kỷ thế kỷ rồi. Đức mẹ Fatima cũng có tiết lộ về thánh địa Việt Nam trong bức thư số 3 đó. Khoảng 5 thế kỷ trước, cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Thiêm cũng biết khá rõ và đã dốc trọn tâm huyết sự nghiệp chiêm tinh cho đại cuộc này. Cụ cũng có hẹn ngày trở lại nữa đó, chừng nào tiếng lãng chia đôi sông Hàn nói lại thì tôi lại về. Kinh sách cũng cho biết trở lại lần này cụ Trạng sẽ là quân sư của vị vua Minh Vương, tức là Đức Minh Quân Thánh Chúa nói trên, đó chính là Đức Vua Minh Mạng tái sanh. Đây là thời điểm và sự cố vua xuất thế, tức buông bỏ việc đời lo phục hồi căn tánh và nắm bắt thiên cơ. Trạng Trình cho biết khóa điền thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành. Đây là thời điểm và nơi chốn vua xuất hiện, tức nhập thế, bắt đầu lo việc đời, đối xem nhiệm nhặt cho tường bảo giang thánh sức trung ương thở này. Vua Minh Mạng tái sanh và Trạng Trình tái thế, nhưng không phải nguyên mẫu hai nhân vật thở ấy trở lại đâu nhé. Bởi từ ngày đó hai vị này đã tự nguyện xin thượng đế để được đào luyện trong lò cừu ác liệt và trong môi trường khắc nghiệt nhất càn khôn, đó chính là non nước Việt Nam này đây. Nên các ngài vẫn luôn luân chuyển vào sanh tử, chịu gian nan khổ nhục để truyền bá duy trì cơ đạo của nước nhà và chăm lo giúp đỡ đồng bào, nhưng đó cũng nhằm dung bồi công đức và phẩm vị của mình.
cho nên trở lại lần này ắt phải siêu sức hơn xưa. Đây là một bài sấm của vị chân sư danh tiếng ở Thất Sơn, Đức Phật Thầy Tế An tiên báo về hiện trượng cái tên của Ngọc Quân Minh Thiên Diệt Nguyên Sơn, Trung Sư Mạn Địa Nam Tiên, kỳ niên trạng trái tăng phục quốc, phương xuất trình sao tạo nghiệp yên. Ngoài ra còn có rất nhiều bài mặt sấm Bụ Sơn Kỳ Hương tiên báo về hiện tượng này. Đây là những đoạn sấm của các đấng thiên liêng chuyển qua vị giáo chủ Hồng Mông, Đức Bà Trúc Lâm Nương. Là tri kỷ đối lời, ta xin nhắn Phật Thánh Tiên xuất hiện nước non nhà, độ chúng sanh giữ vững khắp sơn hà, đời mạt pháp quần khai thành chánh pháp, cơ mầu nhiệm hùng binh điều giải áp giải giáp, đời thượng quân rực rỡ ánh mây hồng, khắp bầu trời đỏ lạng ánh lạc long, cùng chúa thánh điểm tô sông núi Việt, lạc hồng rỡ rỡ chốn triều ca, mới biết nhà Nam có bảo hà, xích tử ra đời an vạn vất, hào quang chói rộng rạng khắp gần xa, thượng cổ quần lai giống lỏng lạc long, quyền cơ xây chuyển rực trời hồng, dân môn trước địa thi thiên lý, hội chốn bảo hà mới rõ thông, đố ai biết được bảo giang môn, là nơi thánh chúa thiên tôn tọa thiền, lào lào ngọc chiếu non tầng quân khuyên, tham báo xa gần cũng qua, đại hội long qua mở đạo trường, thư đề mật lý gửi muôn phương, tam tòa quyền lý đương khai ngọ, bát quái đồ thớ sắp dọn đường. Đã trải qua mấy kỳ trong gió loạn, qua bao nhiêu lượt dưới sương trời, mùa nay mùa trăng rạng treo sao ngọc, đại hội long qua đạo mở đạo trường. Đây là những đoạn sấm của ông thanh sĩ chỉ tốt nghiệp lớp 3 trường làng, nhưng được Phật bổ rước về dạy cao học thần học tại Nhật. Phải chăng là một siêu nhân nhẹ gót hồng chầu trực bệ đơn, giọng ràng phụng gái kỳ sơn, lời kêu gọi gái trai thức tỉnh, thánh dương trọn mặt thần dân thái bình, chừng nghe đặng tam thanh tiếng nổ, cảnh rừng tòng nhị trổ qua đôm, non đồi bát ngát hương thơm, thần tiên xuất thế tiếng đàm ma ha, hân thần hội tiên gia trổ mặt, dụng phép màu dẹp vật trừ thù, cơ đồ minh chúa tay thâu, trị an bá tánh đâu đâu thanh nhàn, nghe vàng thật chúa thánh chăm dân rồng chầu khổ hụt, quân thần kim sai đến chừng đó nước ngoài tùng phục, đồng tuấn hô cầu chúc minh dương, tế tăng dạng tế thọ tường, khâm tôn chư quốc hầu dương trị vì, xem rõ biết ông thần dựng bạn, hội mây rồng tỏ rạng con non thiều, chư thiên ngưỡng cảnh tiêu diêu, đạt ca sáu thổi thiên nhiều báo sinh, sẽ đến lúc long đình hội hiến, trên thiên nhan bản thưởng tôi hiền, muôn thu hành thành thói trường biên lạc hồng, chính từng ấy chư thiên thừa hạt, đồng ứng thanh khúc nhạc reo khoan, chúc vạn dân hưởng được an nhàn, đặng phò tá tôn nhan thánh chúa, khắp thế giới mây lành bay tủa, được vui cười thượng cổ thanh tăng,
đồng gọi nhân minh đức tăng dân, trời phân định cõi trần chỉ thiện. Đây là những đoạn của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Sập lê thứ biến chi thư thương hại, dùng phép màu lập lại thượng quân, diệt thiên cơ ta tỏ hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao lý. Lão nào có bài điều ma mị mà gạt lường bổn đạo chúng sanh. Đức Minh Vương ngự chốn Nam Thành, đặng phân xử những người bội nghĩa, làm cho rõ mặt râu mài thượng quân hồi phục là ngày an cư. Đạo đời đâu có đêm tư, Minh Vương sửa trị mới yên ngôi trời. Nước cờ mới nay đà khởi sắp, đổ trài hai biển lấp non đời. Dưới cùng nên trên ảm đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thận, tạo nền móng thánh quân dựng đặt dựng, nơi triều ca ghi dựng tôi hiền. Đây là những đoạn của sư dạy Bán Khoai, nói cho già trẻ lo âu. Minh Vương phục hấn châu phong thần, ráng mà tu niệm ân cần, đặng mà coi hội đông dân trên trời. Cuộc đời quả thiệt hẳn hồi, hội 18 nước tôn vương đế hoàng, đặng coi cái hội long hoa, chọn người tu niệm hoàng gia tôn thần. Đây là bài sấm quyền diệu thiên cơ của ATI. Việt Nam xuất hiện hạ kỳ, hạ quân kỳ thánh tổ lâm phàm hiệp ngũ chi. Ba tiếng sấm vang khai địa nguyệt, bảy nguồn thị dựng tạo sơn kỳ. Rồng mây Phật hội phong, thần mạng sen nở long hoa vàng quốc quy. Ở hải lạc hồng nền bích ngọc, dựng lòng chúa ẩn hạnh duyên tỳ. Đây là những đoạn trích trong hát đại phong thần của Hồng Quang. Sẵn tuồng còn đợi thời gian, nước miên khởi loạn dán màn hát luôn. Hát tuồng tạo địa lập thiên, hát cho thế giới mười phương hải hùng, hát cho khoa học chế thiêm, hát cho khí giới hạch tâm tràn đầy, hát cho cường quốc phơi thay, hát cho Nam Vết làm thầy thế gian, hát cho thánh chúa qua danh, hát cho lương tể minh quân tương phùng. Đến lúc có không cầu cũng có thánh dương, có cả hiền tài, có trời triên Phật thánh thần, có tàn châu báu bạc vàng nhiều nơi. Nước Nam nhỏ xuất từ linh địa, nước bay to tử địa đừng mong. Dân Nam là giống tiếng rồng, đứng ra lèo lái cộng đồng. Tương lai cơ khí hóa muốn bằng tạo hóa, tới tiêu thay châu chấu chống xe. Sức người mà lại muốn khoe, sánh cùng thiên địa mẹ cha muốn lòi. Rồi sẽ thấy quyền năng tạo hóa, triệu ức lần hơn cả sức người. Đạo trời lập đất muôn loài, sanh ra vũ trụ chẳng cần máy chi, đảo lộn hết không gì ngăn nổi. Tạo lại liền chẳng nhọc công lao, toàn chân thiện mỹ ly hào. Thánh thần tiên Phật xem vào ngẩn ngơ, quyền tạo hóa chân ăn nắm giữ. Đến kỳ ba lập lại quân tấn, đà hoa thiên mạng giáng thần. Miền Nam nước Việt trung ương địa cầu, các giáo chủ hội về đầy đủ, để xin cùng thánh mẫu lãnh công. Trước lo trật tự giác môn, sau cùng các đấng lập phương của đời. Người sẽ thấy Phật riêng đánh giặc, các thánh thần quan cụ tụ về, sát hàm lẫn giới linh hồn, vô hình trợ giúp hữu hình sống pha.
là đến lúc hiền tài nước Việt xuất hiện ra cứu khổ phò nguy, an dân lập quốc dựng bài, phải lo đối phó muôn ngàn hiểm nguy. Tuôn đại tạo nhiệm màu kỳ vĩ, mái ấm dương di diệu khó lường, chân ấm chịu lắm đau thương. Ngày nay đại tạo được công cứu đời, hoành sơn đảo mối duyên của đạo, ngũ địa là nền tảng lập đời. Ai đang nắm giữ hai nơi là đêm chinh chiến, thân như tơ một mảnh, nghe phụng đức gái Tây Kỳ gian dội, bạch hổ gầm biến động rừng sâu. Là ngày vinh hiển bắt đầu, Việt Nam phục nghiệp rất tiên rồng rạng danh. Tây Tây Âu, Tây Đức, Pháp đấy là lấy một vị thiên tử thánh tiết, một đức quân sư sượng trí anh hào, cùng các vị cựu quan trung thần đại nghĩa, những tang tướng kiệt siêu quần anh hùng bạc chúng, các bậc chính nhân quân tử chân đạo hiền tài dân dân, từ những đời đinh lê bí trần dân dân ai trở lại đây, tất cả đều chuyển kiếp trở lại lần này. Hiện đang tôi luyện tại mẫu quốc và đi tu nghiệp khắp năm châu, sắp tới phải quy tụ về thánh địa Việt Nam, đây gọi là cơ quý nhất. Những tâm hồn lớn ác phải gặp nhau, dẹp bỏ rào cản sự tị hiềm đố kỵ, từ những định kiến cổ hủ và quan niệm sai lạc hẹp hòi về tôn giáo chính trị dân dân. Phải nhận ra một điều, một chiều hướng lý tưởng để hòa hợp đoàn kết quý nhất, thống nhất thành một khối dưới ngọn cờ chân lý của Thánh Dương, để cùng nhau trừ gian dẹp loạn, chống trả ngoại xâm, bình trị tổ quốc. Bởi giặc kỳ ba, bởi giặc giả kỳ này bảo ác hung hải hùng lắm, đâu phải một quân binh nào phàm tục nào chống lại nó nổi sao. Ta cho hai tụi Tần sắp khởi, tàu nó qua như nước dở bờ, ta thấy rồi không thể làm ngỡ, nên nói trước dân nhờ hai biết, giặc kỳ này quyết liệt thảm sầu, điều náo động năm châu vạn quốc, tích khai lộ quyền cơ của Nguyễn Vũ Đông. Việc trước thời Trần khởi loạn ra sát nhân vật người, ta khổ thậm khổ, đường gian nan dễ xấu khó bài, căm hờn tàu tạc hại rài nam bán, đố ai trừ cho đặng giặc phiên, Phật trời gửi đó thánh tiên khử trừ, đại hùng đại lực đại từ bi, phép nào quá Phật dễ khi nhiều đời. Tần ban hậu hạnh tiên diêu động, dư đạn đồ ngang cấp ma ha, hồn qua đô hội lưu gian quyết, hết ngồi đá giếng mắt trong, dịch nghe tiếng sấm cũng không biết gì, khoai lang lại giới khoai mì, đến khi tần khởi độ thì khẩu tha, buồn đời coi lạ làm ngơ, nói rằng nói dối làm thơ bắt dần, để rồi cuộc loạn quân Tần biết cho tứ thánh bạch vần hay không. Tích của thánh tứ ông đạo nhỏ, nói cho thiên hạ đặng tường, ráng mà tu niệm khỏi đường binh đao giặc kia phía bắc, chiến chính
Tôn Nhân thì đặng thần linh hộ mình. Tích sấm giảng của sư giải Bán Khoai, Bập Bồng Tần Quốc. Bập Bồng là nơi chiến địa máu hồng chỉnh ghê, núp nhau giành giật là mới là phơi thấy. Chừng nào cây thiết đổ bông, đường đen như mực là lạc hồng, tai phi trạng trình chẳng tuồn còn đợi thời gian. Nước miên khởi loạn dán ngàn hát luôn, hát tuồn tạo địa lập thiên, hát cho thế giới mười phương não nùng. Tầng xuống dân sự hiểm nghèo, trần lên về xứ treo leo lâm dồ. Khi đi cởi ngựa ô, khi về chỉ một nắm mồ gửi xương. Núi cấm làm hai đã nứt rồi, châu báu ngọc ngà ôi đủ thứ. Thằng tàu dòm ngó muốn trở qua, qua rồi không còn trở lại, xác thay phơi ngập đồng đầy. Kinh Vĩnh Tế sao thành sông máu, chảy qua châu đốc Hà Tiên. Trước đây cho biết về sự mở cố mở màn của cơ tận diệt tại Việt Nam, mà theo chú thích của người xưa và trong tự điển tôn giáo thì Tần là nước biên Campuchia, Tàu là Trung Quốc. Rồi lần lượt bọn cường quốc nhả vào đến 18 nước, bởi chúng đều biết Việt Nam là thánh địa, có nhiều bảo vật lộ ra nên quyết tranh giành. Rồi đến giờ chót phe triệt giáo bọn bàn môn trả đạo, trong cõi hư cõi vô hình cũng quy động hết sức lực lượng phiến quyết phá ngôi chánh đạo. Vì ngày xưa chúng đã thua Chúa Giêsu và Phật Thích Ca cả hai lần rồi, nếu để thánh nhân ra đời kỳ này nữa, ác chúng sẽ bị tiêu diệt vĩnh viễn trong ngày tận thế. Cho nên chúng quyết tử một mất một còn, nhưng Việt Nam chúng ta với đầy đủ binh hùng tướng giỏi, phép thật cao cường, lại được các vị siêu nhân từ cõi vô hình đến hữu hình hết lòng phò trợ, nên lần này phe tả đạo sẽ bị phá tan. Bọn tàu cộng bom Campuchia chia sẻ bị triệt tiêu, các cường quốc phải khiếp sợ cúi đầu bái phục, tôn vinh Việt Nam lên ngôi bá chủ trên thánh địa hiển vinh muôn thở. Tại nước Việt Nam, các môn phái thuộc Bụ Sơn Kỳ Hương ở núi Thất Sơn, Phật giáo Hòa Hảo miền Tây Nam Bộ, môn phái Hồng, môn Minh Đạo và các môn phái thuộc Cao Đài có sứ mạng rao giảng sự kiện này nhiều nhất. Sau năm 1975, Đức Chúa Cha đã phân thân điển quan xuống tại Sài Gòn, đã thuyết giảng khẳng định lại sự kiện này do môn phái Thiên Khai Huỳnh Đạo Du và Du Di Quyền Bí học phổ biến. Hỏi những quý vị mà mẹ vừa kể ở trên, hiện nay quý vị đã trót bỏ hết những bộ y phục dân tộc rồi, tức đã lìa bỏ xác cũ, hiện đang đóng những bộ cánh mới rất mô đen thời thượng, là những học giả trí thức uyên bác, danh nhân thành đạt, chính khách chững chạc, khoa học lỗi lạc, thần đồng thụ khoa trong các trường trên học trên khắp thế giới, cùng các cả hành Phật giấc giả nung nấu trí năng trong cơ cùng ngõ cục, kẻ bằng nông đông
Giang Đông dung sới tâm điền, trong bưng biển héo hút diễn khách hải hồ, lãng mạn hung đúc kiên cường trên dạng đường lao lao khổ. Nhưng chắc quý vị đã quên hết chuyện cũ tích xưa rồi, phải đi cho biết đó đây, ở nhà với mẹ biết chừng nào không. Nhưng mà bây giờ với các loại bằng cấp siêu hạng, với tài trí siêu việt của quý vị, liệu có giải cứu được cơn khủng hoảng toàn diện của thế giới? Có níu kéo được những tập đoàn tài chính khổng lồ đang sụp đổ? Có dụ hiệu hóa được những kho vũ khí hạt nhân đang chờ kết quả hay không? Riêng tại Việt Nam có phe phái nào đủ thế lực để chống trả lại ngoại xâm phương Bắc đang áp bức và sắp tràn qua sát hại đấy? Cho nên mẹ Việt Nam thiết tha nhắn nhủ hỏi các con, hãy bừng tỉnh giấc mộng trần, cấp tóc quay về lo ôn kinh diệt sự để lãnh hội và giác ngộ kịp thời và phản bổn hồi nguyên, hoài niệm về vai trò sứ mạng của mình. Hãy chuẩn bị tinh thần tư tưởng đức hạnh để sống và vượt qua những cơn gian khổ sắp đến, không một quốc gia nào tránh khỏi. Chỉ mới khủng hoảng tài chính chứng khoán sơ sơ mà bao nhiêu người đã bị chết tâm thần và trợ tử rồi đó. Hãy sốt sắng nghiền ngẫm, quán sát và hướng về sóng âm của mẹ Việt Nam để đổi mới tư duy soi chiều tư tưởng, những niềm tin lực trời để kịp bắt những tín hiệu cấp cứu, những lé sáng khoảnh khắc của hải đăng mà bơi về bến giác trước đêm giông tố giữa trùng khơi. Trên đây là những cuộc luân chuyển thay đổi của đất trời, tức thiên đại thiên địa. Con người là một tiểu thiên địa, cho nên hành tình tiến hóa của kiếp người, đường thiêng liêng của một linh hồn cũng không khác lắm đâu, phải lần lượt trải qua những từng giai đoạn để học hỏi chứng nghiệm trạng thái từ thấp đến cao, từ xấu đến tốt, có lên voi xuống chó, có sáng lạng huy hoàng, rồi phải có những lúc qua những chặng đường hầm đen tối của niềm tin. Đấy chính là mùa thốt của cuộc đời đó con. Đời con có khi là thân cây tủi lá chơi qua lạc lõng giữa rừng thốt, có khi già gã, có khi là gã hành khất lê bước trên đường trong chiều thú xe lạnh, giữa rừng thú thơ mộng vàng mênh mông phi vu tiếng lá, mà có một thân cây khô trơ trụi đã chết tự thở nào, giữa thị thành hoa lệ rực rỡ đê mê, đường chiều dìu dập tài tử giai nhân lụa là đẹp đẽ phung phấn, một kẻ hành khất lang thang nhìn qua khung cửa nhà ai cũng hạnh phúc cao sang trang hoàng lộng lẫy, của cải đầy dậy sum dày hiến tiệc vân vân, thì gã hành khất nào mà không buồn tủi xót xa cho thân phận của mình, như sinh ra dưới vì sao xấu, sao mà bất hạnh thi lương đối sao dai dẳng xui rủi triền miên, có cảm giác như bị thượng đế bỏ rơi, đã nhiều lần cầu xin mà không thấy tiếng vọng đáp trả. Đấy khi làn gió thoảng những cánh rã vàng lơi thu rễ thu lã tả, cũng như khi đời dao động biến đổi tan thương gửi tới cho những con quan mang nghi ngại,
con à, hãy tĩnh tâm trầm mặc, trí ý tinh tường lắng nghe tiếng nói quyền nhiệm của rừng thu, để cảm nhận được siêu lý diệu quyền lẽ đạo mà nhiệm màu của tạo hóa. Bởi tiếng nói của rừng thu rất là thánh nhẹ cao xa, vì là âm hưởng của núi sông, của gió mây, qua lá cỏ cây, là tiếng nói vô thanh diệu dập của đại hồn, là âm ba vũ trụ, tiếng siêu tầng. Cho nên chỉ già sẽ tiếp sống cho những tâm hồn có tần số rung cảm thích ứng, chỉ đáp ứng cho những vết thương lòng lon máu đang cần ràng rịch cấp cứu bằng liều thuốc thi ca. Chỉ thì thầm tâm sự riêng với con tim của những gã hành khất khác ngưỡng quyền môn đối cầu lý tưởng. Bởi trên đời này ai cũng là kẻ hành khất cả, nhưng có điều loại hành khất khác nhau đó thôi. Hành khất lý tưởng tri thức, hành khất cái đẹp thi ca, hành khất của cải bạc tiền địa vị tình yêu, hành khất ăn xin vân vân. Vậy con phải nhìn lại thái độ làm kẻ hành khất của mình, con là gã nào, gã hành khất nào đang cần gì? Phải là kẻ hành khất lý tưởng chính nghĩa chân đạo, cái đẹp vĩnh hằng vân vân, chừng ấy trong cung cách ấy con sẽ cảm nhận được tiếng nói của quyền nhiệm của rừng thu, và hình dung được những diễn cảnh tinh tế diệu quyền này con. Trong một buổi chiều thu, trời thanh quang, rừng thu hanh nắng, lá thu sòn sạc xào sạc, bỗng đâu mấy ngàn kéo đến đen kịch, rồi sấm chớp mưa nguồn, sau cơn mưa chiều thu tan tác hoàng hoại, lá thu đậm ướt. Một đàn chim rủ rượt bay về trần vàng với rừng thu, chiều ấy đã bao lần chúng muốn đáp xuống những tàn lá xinh xê, nhưng nước mưa trên lá làm nó ướt cánh, chúng bèn bay đến đáp xuống tàn cây khô, dung dăng cho ráo cánh, rồi thích thú cất tiếng hát gian khúc nhạc chiều thu, làm cả rừng thu xôn xao hân hạnh hân hoan sinh động. Nếu không có tàn cây khô thì chiều ấy đàn chim mỗi cánh biết phải về đâu, và chiều ấy rừng thu sẽ im vắng buồn tẻ làm sao. Như vậy thì thân cây khô trời con có đủ là một ẩn số trong công trình sáng tạo của Thượng Đế rồi. Ngài không muốn làm cho con đẹp đẹp đồi thú bằng vàng bằng dán lá, mà làm biến cố đổ cho chim muôn là sáng nhạc, tiếng cho tiếng thú reo là nét đẹp thiêng riêng hùng tráng đó. Thì đấy, không phải con đã góp phần tố điểm cho bức thanh thu tuyệt mỹ không phải bằng màu sắc mà bằng âm thanh sống động đó sao? Nhớ biết gam màu nào cũng cần thiết cho một bức tranh hoàn hảo con à. Có mảng màu ám tối mới chói lạng vần đông, màu tím thê lương cho hoàng hôn thơ mộng. Cho nên mỗi con đều có một ơn gọi, một lối đi và một sứ mệnh riêng, mà ta không nên so sánh. Mọi chính linh vạn vật đều là những chất liệu, những gam màu tối cần cho công tình sáng tạo bức tranh vũ trụ độc nhất, tuyệt mỹ, sinh động và hằng hữu đời đời. Những chất liệu dị thường, những gam màu kỳ quái trong tay đấng thợ tạo, một nghệ sĩ
thật xấu xa chớp nhoáng và hương vị thanh tưởi cay đắng của cuộc đời. Không phải con đã già dặn bản lĩnh quá ư? Chừng ấy gã hành khất chán ngán quá rồi, bước đời đen đạt đen bạc lãng du ghê sợ rắm lắm rồi. Những cám dỗ phù qua cơn vui thác loạn thấm thía quá rồi, những luận điệu phi ngôn tà thiết trong các chiêu bài danh nghĩa của sân khấu trần gian. Chừng ấy đứa con ngoan hối ngộ, con chiên lạc nhớ đàn xưa, con chim trong lòng nhớ rừng cũ, con cá trong chung nhớ dũng sông. Những dòng sông lạc hướng tìm về biển cả, chiếc thuyền nan phiếu bạc cập bến bình an. Đó là ngôi xưa, ngôi nhà xưa uy nghiêm cổ kính, vườn hoa quyển lệ tài lộc chứa chan. Réo rắt khúc dương cầm là cội nguồn hạnh phúc thiêng liêng tình yêu trường cũ, nơi thiên giới mà các con đã từ giả ra đi không hẹn ngày trở lại. Trở về đi hỏi cùng tử, các con không biết người chủ chăn phải bò phải bỏ bầy chiên chính chính con để tìm một con chiến lạc, và người cha đã vui mừng khôn tả khi đứa con quan trở về đó sao? Giờ đây nơi biển trần khổ vơi vơi, trời nước thánh địa Việt Nam tạm dừng chân là bến đậu yên lành cho các con nấp nương cơn sóng gió trong những ngày sao rốt. Mẹ luôn hé cửa khoác khoải trong chờ, mỏi mắt theo trần ước con đi. Ráng lên con, đường con đi đâu hẹp lối, tiếng trong tiếng khóc của con còn có tiếng khóc của mẹ, trong nước mắt của con còn có nước mắt của mẹ hòa vào trong đó. Ôi, nhớ sao những kỷ niệm ngày ấy, thở còn ấu thơ ấu mẹ con quay quần quấn quýt bên nhau. Nhưng mà vì nhu cầu tiến hóa lực trời không cho ai dậm chân tại chỗ đâu các con. Các con phải lên lớp chứ, phải đi, phải học, học mãi, vân vân. Rồi bây giờ nhìn lại thì ta phải nhiệt tình tạ ơn nghịch cảnh chớ con. Nhờ đó mà mình đã trưởng thành bản lĩnh nhiều hơn. Đời không giống tốt, tâm không sáng, đạo chẳng phong ba, đạo bất thành. Ráng lên con, lắng lần mò trở về với mẹ nghìn năm. Mẹ lắm nhớ thương đàn con trẻ quá mỏi mòn, quạnh quẻ ngóng trong bao đêm cô tịch sầu thổn thức. Cô rơi mấy độ lệ cạn dòng, trở về nhà xưa để cùng sưởi ấm mùa đông, nghe gió xuân rì rào và dọn lòng mừng đón Chúa xuân sang. Buổi tàn đông xới xác trần thế đã vào hoàng hôn, màn đêm buông xuống lạnh lẽo thê lương biết dường nào. Mẹ Việt Nam tha thiết hoài mong những cánh chim bằng của mẹ, con hãy tỏ ngát hương thơm như giả lấy về đêm. Hãy khiêm nhường mà tự tin như đó quỳnh trong tối, trong tâm tối. Hãy cô đơn mà vững chắc như hải đăng trong giông tố giữa trùng khơi. Hãy lẻ loi mà hữu ích như ngọn đèn đường sáng lọi trăm họ. Hãy khắp hãy thấp kém mà kiên cường như cây cầu trong đêm đưa dạng người qua. Hãy lẻ bóng, hãy lẻ tối băng ngàn như vầng trăng dẫn lối cho tha nhân. Hãy sừng sững như một cây khô trụ lá để làm bến đỗ
cho muôn chim sau cơn mưa chiều. Hãy nhỏ bé yếu ớt như lời kinh chân tình, như gọn đèn chầu lung linh bên cung thánh. Hãy xanh tươi như mộc, như loài tùng bá trong đẹp giá mùa đông. Và hãy dương lên phát huy hùng tâm dũng chí, hiên ngang khí phách như loài hoa trong nghịch cảnh. Hãy tự mình thắp đuốc mà đi trong đêm tối. Con hãy là hải đảo, hải đảo của con là ta, là nơi nương tựa của ta. Giống chim bằng thì đam mê bạo tố, loài hoa đẹp thì xính nghịch cảnh gian trân. Cúc mỉm cười dưới ảm đạm trời thu, đông rét lạnh mai đào mới ốm nụ. Nắng khô cằn lan quệ đêm qua, chốn bùng nhớ đóa sen diện lệ trong đêm đen và lý thơm nồng. Trời hẹn hán sương rồng thêm bản lạnh, trui lửa hè sắp phượng đỏ lung linh. Màn đêm phủ đỏ quá quỳnh khoe hương sắc, trong im rìm rung cảm dạ thảo nghiêng. Lúc khổ đau thương hoài huệ trắng, cảnh vô thường nhớ khóm phù dung đấy. Người đời chơi quá ngắm quá, nhưng mấy ai thưởng lãm được vẻ đẹp thiêng liêng. Cảm nhận được tiếng nói nhiệm màu của Thượng Đế ẩn trong hoa. Trên cuộc hình trình đăng đẳng của loài người với sứ mạng thiêng liêng đi học để tiến hóa. Trần gian là trường học sinh động nhất càn khôn, là nơi gặp gỡ của hai lực đối kháng, thực động và phản động, diễn ra thật mãnh liệt nhất. Thanh cao và nặng trược, thánh thiện và ma quỷ, nơi có đủ mọi cảnh trạng bi hài, đủ mọi chương trình học từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Nhiều bài học khó khăn hiểm hóc, nhiều phương trình gian nan với những ẩn số bí hiểm, cùng với những nghịch cảnh thử thách cam go. Đây là những bài học tất yếu bắt buộc trong chương trình để giáo dục rèn luyện con người là luận lý chứng thuyết phục, để làm luận án tốt nghiệp. Mà các con có biết những bài học nói trên ở đâu không? Nó ở ngay trong bản thân, trong gia đình, trong công việc làm ăn của mỗi cá nhân và trong mọi lĩnh vực của xã hội, chứ không phải ở trên núi non, trong tu viện hay là hai giường quá trái trúc gì đâu. Rồi tùy theo căn cơ tình trạng mà mỗi cá nhân phải lần lượt vượt qua những cuộc khảo thí sơ đẳng khó khăn, học búa vân vân đến bạc dưới kinh hồn, để hoàn tất học vị đẳng cấp cho từng giai đoạn chặng đường trên cuộc hành trình tiến hóa. Trên đây là sự thật nghiễm nhiên mà loài người phải tuyệt đối quán trắm, để rồi phải vô can với bài học trốn chạy thử thách mà phải ý thức tiếp thu quán triệt những bài học quý giá, kịp thời sẵn sàng đối diện với mọi nghịch cảnh thử thách và đạp nó để vươn lên, cho tinh thần đánh thép thâm hồn phong phú trí huệ thăng hoa, để bước lên những nấc thang tiến hóa cao hơn. Bằng ngược lại sẽ bị đào thải, đọa đài vùi dập, bị thối hóa, mất luôn linh tánh trong cuộc khảo thí sau này. Rồi đến bảy ức 700.000 năm sau mới có được tái quần trở lại để học lại đời lại từ đầu trong chu kỳ kế tiếp. Đấy là định lực tiến biến bất biến của càn khôn, cho khối trăng tròn chân lý tự soi quanh nó để vạn vật tường toàn hằng hữu và mới mãi đời đời. Ngọc kia chẳng dùa chẳng mài, cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi. Những cánh chim đã
khôn lớn tưởng thành chắp cánh mộng hồn. Cho hồn thơ nói tiếp, buông phím lòng réo rắt khúc quan ca, đem chất xám pha mồ hôi dung bồi đất mẹ. Cho quốc hồn rạng rỡ sắc tinh khôi, đốn minh định để vườn đời thẳng lối. Ôm cây lành cho chim chóc muôn hướng, Việt Nam thiêng liêng dương mình khắp thế giới. Đó là hồng chói rạng khắp năm châu, cho gian danh thánh địa nhiệm một. Mẹ tam dừng lời, nhưng tình mẹ vẫn luôn hữu hiệu với các con.